chào anh em nha. Đây mình có cái chiếc xe Black Thái FI, nó bị báo lỗi số 7, là thỉnh thoảng nó bị chết máy các bạn. Thì sẵn đây mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách để chúng ta xóa lỗi và gọi lỗi bằng cách thủ công nha. Thì cái phần đằng trước gần bình thì nói chung cái dòng xe Honda mấy cái rắc độc lỗi nó đều nằm ở gần cái bình nha. Các bạn muốn đọc lỗi của nó thì các bạn phải tìm ngay cái vị trí cái bình, nó sẽ có rắc, đời này thì có rắc 4 giây. Thì mình sẽ lấy cái nắp này ra ngoài. Thì ở đây mình đã chuẩn bị một cái công tắc mở đèn của GS đó. Mình lấy hai cái đầu đực của cái chui kết nối game quay đó, mình sẽ tách ra mình sử dụng nha. Có cái này thì mình sẽ tắt mở nó nhanh hơn, nhẹ hơn là cái kiểu mà lấy đồng dây bỏ vô nè, rất là mất công. Thì chúng ta sẽ quay cái giác này về phía tôi, giờ nó có cái gỡ trên đây thì hai cái đầu dây bên trái chúng ta sẽ kết nối lại với nhau. Giờ trước khi mở khóa thì mình sẽ bật cái công tắc này để cho hai cái sợi dây nó chặt lại với nhau nha. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mã lỗi số 7 nha các bạn. Trên cái hãng xe Honda nói chung và Hybrid FE nói riêng thì cái mã lỗi số 7 này là lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát ECT nha các bạn. Lỗi này thường khi là đứt dây hoặc là lỗi cảm biến hoặc là tiếp xúc không tốt là chập mạch nha. Thì trước khi làm thì mình sẽ xóa cái lỗi này trước. Anh em bật khóa lên, chúng ta ở đây chúng ta có một cái nút công tắc này. Khi mình bật khóa lên thì mình sẽ tắt nó về, anh em đợi khoảng vài giây chúng ta sẽ bật lại. Rồi chúng ta sẽ lại tắt cái công tắc máy. Khi mà mình bật lên thì nó cháy xuống, nó không báo lỗi nữa thì thành công các bạn. Như thế này thì nó đã hết lỗi rồi nè. Đối với những cái mã lỗi mà hiện tại thì chúng ta không thể xóa được nha. Đối với những cái lỗi, thí dụ như lỗi quá khứ. Lỗi quá khứ là những cái lỗi nó đã mắc trước đó, nhưng khi chúng ta đã khắc phục rồi nhưng mà chúng ta không xóa lỗi thì nó vẫn còn lưu ở trong cái bộ nhớ của ECM nha. Thì lỗi cũ thì mình sẽ xóa được, lỗi mới thì mình có xóa đi chăng nữa nó cũng sẽ quay trở lại nha các bạn. Muốn biết lỗi cũ hay lỗi mới thì mình sẽ tắt cái công tắc này xong mình sẽ cho nổ. Tắt công tắc mình sẽ cho nổ. Khi nó nổ xong thì mình sẽ tắt máy và mình sẽ kết nối lại cái giác độc lỗi xem nếu như mà nó vẫn cháy đèn suốt, nó không có báo lỗi nữa thì nó có thể sẽ là lỗi quá khứ. Còn những trường hợp mà chúng ta đã vừa xóa lỗi xong mà khi cho nổ quay lại chúng ta kết nối lại, đọc lỗi lại mà nó có lỗi thì chúng ta nên kiểm tra ở cái bộ phận liên quan tới vòng cảm biến nhiệt độ nước làm mát ECT nha. Mình sẽ bật lại cái phần công tắc này và mở cái khóa lên. Giờ này thì nó sẽ không còn xảy ra lỗi nữa các bạn. Thì chứng tỏ là cái phần này chỉ là lỗi quá khứ thôi. Mình sẽ tắt cái máy. Tắt khóa mình sẽ tắt cái công tắc này. Đây thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để mình đồng bộ luôn cái học ga nha. Mình đặt cái camera đây đi.
đó mình thay thì như 4 tháng hay gì? 24 tháng. Thay nhé. Thì ở với cái dắt cảm biến nhiệt độ nước làm mát thì nó có hai dây các bạn. Thì mình đồng bộ nó thì mình sẽ chọc hai cái dây này lại. Chọc hai dây đó lại và đồng thời chúng ta vẫn giữ cái công tắc số lỗ thu công ở trên. Sẽ chuẩn bị một cái đoạn dây điện ngắn để mình kết nối với nó. Khi mình đã ghim vô rồi thì mình mới bật khóa lên nha. Trước khi bật khóa lên thì mình sẽ mở lại cái công tắc đọc lỗi này lại và mình sẽ mở khóa lên. Sau đó mình sẽ rút một cái đầu của cái cảm biến này ra. Các bạn rút khoảng vài giây thì chúng ta sẽ đúc lại. Đúc lại khi quan sát cái đồng hồ mà cái đèn nó nhấp nháy thì mới được nha. Nhấp nháy nhanh 7 lần. Cái này thì chúng ta làm không thành công mà. Không thành công thì mình sẽ làm lại nha. Sửa không à? Không. Đây mình sẽ làm lại. Mình sẽ rút ra rồi mình sẽ cắm lại. Đèn nhấp nháy thì chúng ta sẽ làm nhanh nha, rút ra cắm lại. Và bây giờ chúng ta làm thành công thì cái đèn nó sẽ nhấp nháy liên tục như thế này. Thì mình đã làm thành công nha. Thì chúng ta sẽ tắt khóa lại và tắt luôn cái phần công tắc xóa đọc lỗi thủ công. Cái phần gắt ghim này mình sẽ rút cái đầu kết nối đồng bộ họng ga nó lại. Rồi mình sẽ ghim cái dắt cảm biến nhiệt độ nước làm mát ECT này lại vào vị trí ban đầu. Thì coi như mình đã cài đặt đồng bộ họng ga thành công nha. Cách mình hướng dẫn anh em hôm nay đến đây thì nó cũng chỉ có đơn giản vậy thôi. Hôm nào mai mốt gặp trường hợp này thì có thể xử lý tại nhà nha.